kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối nay mưa còn nhiều hơn, ngập lụt còn căng thẳng. Đêm ngày 20 tháng 10, tại thành phố Hồ Chí Minh mưa to nhiều nơi. Dự báo chiều tối ngày 21 tháng 10, mưa tiếp tục xảy ra thậm chí còn nhiều hơn hôm qua. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết đêm ngày 20 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tại thành phố Hồ Chí Minh lượng mưa đo được từ 7 giờ sáng ngày 20 tháng 10 đến 7 giờ sáng nay ngày 21 tháng 10, tại huyện Hóc Môn đạt 126,2 mm, huyện Cần Giờ 103,4 mm, An Phú, Thủ Đức 81,4 mm, Cát Lái, Thủ Đức 52,8 mm. Mưa đã gây ngập nhiều nơi. Thêm vào đó, chiều cường cũng còn duy trì khiến ngập càng nặng hơn ở các vùng trũng thấp. Dự báo hôm nay, áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ, Nam Trung Bộ duy trì hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây qua Bắc Bộ. Các hình thái này sẽ chi phối thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ gây mưa to. Thời tiết trưa, chiều và đêm mưa nhiều nơi, diện và lượng có xu hướng tăng nhẹ so với 24 giờ trước. Một số nơi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Vùng trọng tâm mưa tập trung ở phía Bắc miền Đông, phía Bắc tỉnh Bình Phước, phía Bắc tỉnh Đồng Nai, phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Tây mưa to ở Sóc Trăng, Trà Vinh, biên giới Tây Nam Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang. Mưa lớn kèm chiều cường có thể khiến nhiều khu dân cư, các trục giao thông khó di chuyển. Ví dụ gần đây nhất khi chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh năm nay ở mức 1,78 m, nhiều nhà dân quận 7 ngập sâu. Các đồ dùng như tủ lạnh, máy giặt, thậm chí bàn thờ ông địa cũng bị ngập nước. Nhiều tuyến đường tại quận 7 như Huỳnh Tấn Phát, Bùi Văn Ba, Nguyễn Thị Nhờ, Phú Thuận vẫn ngập nặng do chiều cường. Sâu trong một số con hẻm, tình trạng ngập còn nặng nề hơn vì nền đất thấp hơn mặt đường. Liên quan đến cảnh lụt lội, ngập nước khiến người dân khổ sở trong sinh hoạt. Đợt chiều cường cao kỷ lục trong 24 năm qua trên sông Đồng Nai đã hạ nhiệt. Cụ thể, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, sau nhiều ngày đỉnh chiều duy trì ở mức cao nhất trong 24 năm qua, sáng ngày 21 tháng 10, đỉnh chiều tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai rút xuống còn gần 1,9 m trên mức báo động 1 là 0,07 m. Những ngày tới, chiều cường sẽ tiếp tục giảm, kết thúc đợt chiều cường lịch sử. Ông Nguyễn Phước Huy, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2000, đỉnh chiều ở hạ lưu sông Đồng Nai đạt 2,19 m, cao kỷ lục. Những năm sau đó, chiều cường lúc cao nhất cũng chỉ ở mức dưới báo động 2, dưới 2 m. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay năm nào chiều cường cũng vượt báo động 2. Đặc biệt năm nay, chiều cường duy trì ở mức trên báo động 2 trong 3 ngày liên tiếp, từ 18-20/10, có lúc đỉnh chiều đạt 2,9 m, trên báo động 2 là 0,9 m, mức cao nhất trong 14 năm qua. Ông Nguyễn Phước Huy khẳng định, chiều cường trên sông Đồng Nai duy trì ở mức cao trong 6 năm liên tiếp là do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Những năm trước, thông thường chiều cường chỉ lên cao trong tháng 10, nhưng năm nay nhiều khả năng tháng 11 vẫn có những đợt chiều cường cao. Dự báo tương lai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn biến phức tạp, ngành chức năng cần đề ra phương án lâu dài ứng phó với tình trạng này. Do chiều cường hạ lưu sông Đồng Nai dâng cao, những ngày qua nhiều khu vực trũng thấp ở hạ lưu sông Đồng Nai thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Long Thành và Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Sẽ tiếp tục có những cơn bão nối tiếp siêu bão. Mới đây, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết bão nhiệt đới Leslie đã suy yếu, nhưng NHC đang theo dõi một hệ thống ở phía đông Đại Tây Dương nhiệt đới. Năm 2024 đã chứng kiến những siêu bão lịch sử trên khắp thế giới và dự báo sẽ có cơn bão mới trong tuần tới. Hệ thống vận động không khí đang được các nhà khoa học theo dõi hiện cách quần đảo Cabo Verde vài trăm km về phía tây, ngoài khơi bờ biển phía tây của châu Phi, đang di chuyển về phía tây và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới. NHC dự báo hệ thống này có 40% mạnh lên cho đến ít nhất là giữa tuần tới. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cho biết bão có thể hình thành từ ngày 17 đến 19 tháng 10 ở phía tây Caribe, khu vực mà siêu bão Helene và siêu bão Milton hình thành, một khu vực có luồng không khí xoáy dự kiến sẽ hình thành trên Trung Mỹ vào tuần tới. Từ vùng áp thấp lớn, xoáy chậm lại, một khu vực mưa rào và dòng bão rõ rệt hơn có thể hình thành. Từ đó, một áp thấp nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới có thể phát triển. Chuyên gia về bão Alex Da Silva của AccuWeather cho biết,
mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 vẫn còn hơn 7 tuần nữa mới kết thúc, thường diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11. Cho đến nay, trong mùa này đã có 13 cơn bão được đặt tên. Những cơn bão tiếp theo hình thành sẽ được đặt tên là Nadine và Oscar. Sau khoảng 5 tuần tương đối yên tĩnh, mùa bão 2024, đặc biệt là với sự xuất hiện của siêu bão Helene và siêu bão Milton, đã trở thành một mùa bão trên mức trung bình, theo nhà khí tượng học Phil Blackbeck của Đại học bang Colorado. Theo trang bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ khu vực Đại Tây Dương đến ổ bão Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2024, đã chứng kiến những siêu bão quái vật càn quét và gây ra những thiệt hại vô cùng lớn ở một loạt quốc gia. Siêu bão Barin là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong tháng 7 ghi nhận tại khu vực Đại Tây Dương, với sức gió ở thời điểm cực đại ngày 2 tháng 7 lên đến 270 km/h, giật 320 km/h, càn quét một loạt các quốc gia, quốc đảo tại khu vực Caribe, khu vực Mexico trước khi đi vào bang Texas của Mỹ. Bão cùng phong Sansan là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Nhật Bản trong 50 năm qua. Cường độ ở thời điểm cực đại có lúc mạnh đến 215 km/h, giật 260 km/h. Siêu bão Yagi, bão số 3 trên Biển Đông, từ một cơn bão đạt cấp 8 khi vào Biển Đông, sau 48 giờ đã bùng nổ thành siêu bão với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17, 260 km/h, giật 315 km/h, chính thức trở thành cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông. Chiều ngày 7 tháng 9, bão số 3 đổ bộ Quảng Ninh và đi sâu vào đất liền miền Bắc Việt Nam, gây lũ lụt lịch sử, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh thành, thiệt hại cực kỳ nặng nề. Tiếp đó là siêu bão Helene và siêu bão Milton, đều là những siêu bão có cường độ mạnh nhất thế giới trong năm 2024, tính đến thời điểm hiện tại, càn quét bang Florida của Mỹ. Những cơn bão, siêu bão từ đầu năm 2024 đến nay đều có chung đặc điểm là tăng cấp rất nhanh chóng trong thời gian ngắn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.